Xin kính chào quý vị khán giả, Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật và ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Dân Trí, chiều ngày 21 tháng 7, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận lực lượng Công an tỉnh vừa bắt giữ 3 đối tượng truy nã đặc biệt có liên quan đến vụ tấn công tại huyện Cư Cu Yên vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 vừa qua. Theo Đại tá Bôn, các đối tượng lẩn trốn tại khu vực Đồi Độc Lập trên địa bàn huyện Cư Cu Yên và bị bắt giữ vào sáng ngày 21 tháng 7. Đại tá Bôn thông tin, quá trình vây bắt, công an đã thu giữ một khẩu súng cùng nhiều viên đạn của các đối tượng này. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Y Khinh Liên, sinh năm 1992, ngụ xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông; Nay Dương, sinh năm 1968, ngụ xã Cư Bơn, huyện Krông Búc; và Y Hoa Ê Ban, sinh năm 1970, ngụ thị trấn Ê Bốc, huyện Cư Mơ Ga. Các đối tượng trên đã bị khởi tố, truy nã đặc biệt về tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân. Trước đó vào chiều ngày 15 tháng 7, Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ 3 đối tượng trốn truy nã đặc biệt gồm Izunie, sinh năm 1968, ngụ xã Ekanot, huyện Krông Bắc; Nay Yên, sinh năm 1970, ngụ xã Cư Bơn, huyện Krông Búc; và Nay Tam, sinh năm 1974, ngụ xã Cư Bơn, huyện Krông Búc. Các đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại một khu rẫy vắng thuộc thôn 11, xã Ê Lê, huyện Ê Súp. Như vậy, đến nay tổng cộng cả 6 đối tượng truy nã đặc biệt liên quan đến vụ khủng bố ở huyện Cư Cu Yên đều đã bị bắt giữ. Liên quan đến vụ tấn công tại Đắk Lắk, đến nay công an tỉnh này đã khởi tố 90 bị can với nhiều tội danh. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, chiều ngày 7 tháng 7 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an phối hợp với các bộ ngành liên quan và 5 tỉnh Tây Nguyên tổ chức hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến địa bàn Tây Nguyên. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai khẳng định vụ việc mất an ninh trật tự xảy ra ngày 11 tháng 6 tại huyện Cư Cu Yên liên quan trực tiếp đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên. Đây là vụ khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nằm trong âm mưu hoạt động của số phản động phun rô lưu vong, gây ra bất ổn đối với Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung. Cũng theo bà Mai, các lãnh đạo Đảng, nhà nước đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực Tây Nguyên. Đồng thời ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực rất lớn, tinh thần trách nhiệm rất cao của Đảng ủy Công an Trung ương. Bộ Công an đã tập trung toàn tâm, toàn diện, huy động lực lượng, phối hợp chặt chẽ từ Trung ương đến địa bàn cơ sở trong xử lý vụ việc, truy bắt các đối tượng và nhanh chóng ổn định tình hình địa bàn. Khẳng định tầm quan trọng, chiến lược của địa bàn Tây Nguyên và vai trò cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời nêu rõ âm mưu của các tổ chức phản động là không thay đổi. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tiếp tục nhấn mạnh đến mục tiêu mà Bộ Công an đã đặt ra là không để sự việc tương tự xảy ra, dù khó khăn đến đâu, thách thức đến đâu cũng phải hoàn thành mục tiêu này. Bà yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, các tỉnh Tây Nguyên cần đặc biệt quan tâm đến giải pháp căn cơ nhất là phát triển kinh tế xã hội, vấn đề tổ chức thực hiện các chính sách tôn giáo, dân tộc, chăm lo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, phù hợp với đặc điểm tình hình ở địa bàn, đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị tại địa bàn Tây Nguyên. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị các ban, bộ, ngành, trung ương và Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân 5 tỉnh Tây Nguyên dựa trên chức năng nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, làm tốt công tác dân vận, công tác tham mưu, đề xuất các giải pháp căn cơ, toàn diện. Từ đó góp phần phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa vùng Tây Nguyên, giải quyết dứt điểm các nguyên nhân phức tạp nảy sinh về an ninh, trật tự. Mặt khác, Bộ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị tập trung xây dựng lực lượng công an cấp xã, phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng trị an cơ sở, bám dân, sát dân, nắm tình hình từ nhân dân, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, chiến lược. Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định,
Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo tập trung điều tra vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, sớm đưa các đối tượng phạm tội xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Trong bài phát biểu tại hội nghị cấp cao, những người đứng đầu lực lượng chống khủng bố các nước do Liên Hợp Quốc tổ chức tại New York của Mỹ, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6 năm 2023, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thiếu tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh Nội địa cho biết, vụ tấn công ở Đắk Lắk là hoạt động khủng bố có tổ chức, được trang bị các loại vũ khí, hành vi rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính. Việt Nam kiên quyết lên án và chống lại hành động khủng bố dưới mọi hình thức và ủng hộ các biện pháp chống khủng bố của các nước, các tổ chức quốc tế phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Từ năm 2010 đến nay, với phương thức hoạt động theo hướng có tổ chức như không có tổ chức, hoạt động chống đối nhưng không vi phạm pháp luật, các đối tượng lưu vong ở nước ngoài chủ trương cấu kết với các thành phần cực đoan để phát triển lực lượng, kích động tạo các điểm nóng nhằm tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để hoạt động chống phá. Chúng không chỉ xây dựng một số tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài, mà còn móc nối với các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, thúc đẩy các khuynh hướng, nhân tố chống đối từ bên trong, tìm mọi cách tấn công, phân hóa, chia rẽ nội bộ, lôi kéo những người có tư tưởng bất mãn, hám lợi, sai trái như 84 đối tượng trong vụ tấn công tại Đắk Lắk vừa qua. Bên cạnh các đối tượng phản động lưu vong, thì những phần tử cơ hội thiếu hiểu biết hoặc vô tình hoặc cố ý đã tiếp tay cho các hoạt động chống đối chính quyền, tung tin thất thiệt trên mạng xã hội vào những thời điểm nhạy cảm, gây hoang mang trong dư luận như những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, giải quyết ô nhiễm môi trường, chống tham nhũng, cải cách hành chính, bị các đối tượng xấu triệt để lợi dụng phản ánh dưới tăng kính méo mó, thiếu tính xây dựng, thậm chí là có tính kích động, được tung lên mạng xã hội, gây hiểu nhầm của người dân, tạo sự hoài nghi vào cấp ủy, chính quyền các cấp. Ngày 20 tháng 7, Công an huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phối hợp tổ chức bắt được 3 đối tượng truy nã lẩn trốn sang nước ngoài. Thông tin từ báo Lao động, cụ thể nắm được thông tin về một số đối tượng phạm tội thuộc diện truy nã đang lẩn trốn tại nước ngoài, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã cử tổ công tác sang phối hợp với các lực lượng chức năng địa phương truy bắt. Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7 năm 2023, tổ công tác đã bắt giữ thành công 3 đối tượng truy nã nói trên. Các đối tượng bị bắt giữ gồm Sông Sái Giờ, tên gọi khác là Sông Nọ Tu, sinh năm 1981, trú tại mã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn, bị truy nã về tội trộm cắp tài sản. Đối tượng Sông Chồng Gô, tên gọi khác là Sông Dua Nù, sinh năm 1973, trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, bị truy nã về tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng. Đối tượng Sông Bá Nhìa, tên gọi khác là Sông Bá Lì, sinh năm 1992, trú tại xã Đọt Mày, huyện Kỳ Sơn, bị truy bắt về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông. Được biết, quá trình bị bắt giữ các đối tượng chống trả quyết liệt để chạy trốn nhưng không thành công. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Kỳ Sơn đang tạm giữ các đối tượng nêu trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Vừa qua, tại phòng Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tống Thị Lan, sinh năm 1999, trú tại tổ dân phố Nhiêu Thị, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam. Theo quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, đối tượng về tội mua bán người và cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam về tội trộm cắp tài sản. Theo thông tin từ báo Pháp Luật, hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đang tạm giữ đối tượng Tống Thị Lan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Công an tỉnh Bắc Giang cũng khuyến cáo trong thời gian tới, rất mong quần chúng nhân dân nêu cao tinh thần tố giác tội phạm. Ngay khi phát hiện thông tin về đối tượng bị truy nã, cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp bắt giữ. Đồng thời, cơ quan công an đề nghị thân nhân, gia đình của các đối tượng truy nã hiện đang lẩn trốn hãy vận động đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích với tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.